Trước tiên các bạn làm nhạc thì các bạn vào kênh của mình nhé, Bảo Ngân Music. Đó, đây. Sau đó các bạn kích vào video này. Đó. Đây là những video, những bài hát này, tất cả các bài hát trong video này các bạn có quyền được sử dụng nhé. Mà trước khi sử dụng thì các bạn nhớ này. Đó, nhớ kích vào phần hiển thị này. Các bạn copy hết nhé, copy hết cái phần mô tả này. Các bạn bỏ phần mô tả các bạn. Sau đó các bạn mới lấy được cái bài nhạc này đăng lên nhé. Còn nếu không các bạn bị vi phạm bản quyền. Trước khi các bạn lấy nhạc của mình, nhớ copy phần này để đưa vào phần mô tả sau khi đăng lên kênh. À, sau đó tiến hành chuyển qua cái phần làm nhạc bài điện thoại này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để làm nhạc sóng giữa, sóng tròn nha. À, trước tiên là anh em vào CH Live, sau đó anh em gõ vô cái biểu tượng là đây, CHKXNE nhé. À, anh em kích vô chương trình này, sau đó anh em cài đặt. Sau khi anh em cài đặt xong á thì chúng ta tiến hành ra ngoài này. Đây, hiện giờ là cài đặt xong nhé, anh em mình sẽ tiến hành vào chương trình này. Sau đó anh em kích vào audio này, nên nhớ nhé. Nè, kích vào này, kích vào audio này, kích vào rồi tiếp tục kích vào pitch audio này để lấy bài hát này. Anh em chọn bộ âm thanh này, vùng âm thanh nhé. Đây là những cái bài hát mình để về rồi nhé. Anh em trước khi làm cái này phải tải nhạc MP3 về nhé. Chúng ta tiến hành làm một bài này. Đó, cho nó chạy vô này. Đây là điểm bắt đầu này, start là cái điểm bắt đầu của bài hát và điểm kết thúc là cuối bài hát này. Đó, chúng ta sau khi tải bài hát xong chúng ta bấm vô nút đó nhé. Này, bấm một cái lô này để đóng lại. Sau đó anh em bấm vô cái chương trình này để ghi nè. Anh em có thể ghi bất cứ gì. Ví dụ anh em ghi cái tên anh em nè. Ví dụ như tên mình nhé. Tên của cái kênh mình nhé. Đó, ví dụ như cái size này, có nghĩa là to nhỏ này. Đó. Đây là thu phán này, x nè, qua lại nè. Thu phán qua lại nè. Đây là lên xuống nè. Đó, lên xuống nè. Màu thì màu sắc thì chúng ta cứ chọn màu gì chúng ta rê qua rê lại. Đó, đậm nhọt thì đây. Đó. Tích nghiêng nè. Chữ nghiêng, chữ dài nè, nó có ba loại đó. Sau đó xong á, chúng ta sẽ bấm vào nút close để đóng cửa này nè. Chúng ta bấm vào nút dấu cộng tiếp tục. Đó, chúng ta chọn bộ đây. Đây là cái điều chỉnh cái đường sóng này. Đó, sau đó chúng ta cách vào đây. Đó, đây là cái đường sóng này, nó rộng hay nhỏ này. Đây là cái đường sóng này, lây xuống này. Đó, chúng ta đưa lên hay đi xuống như bất kỳ rồi. Đó, phương là phương y là qua lại nè. Mình sẽ làm đậm nó nhé. Đậm này cho các bạn vậy thôi. Đó, có nghĩa là qua lại nè. Lên xuống nè. Còn cái đây là chúng ta tiến hành mở nhọt này. Tạm thời mình test âm thanh nhé. Các bạn thấy. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là hình tròn này, mình chọn qua chế độ hình tròn nhé. Đây, đây là đây bát là chế độ về này. Đây là chế độ hình tròn này. Đó, dài nhỏ nó sai 360 độ này, chúng ta sai qua sai lệ này. Đó, chúng ta thích làm gì là tùy ở chúng ta thôi. Đó, đây là 360 chọn hết này. A B rồi. À, đó, trong, đây là cỏ ngoài cả trong. Đây là khu ngoài, đây là phía trong. Rồi vỡ. Dù tùy chúng ta thôi. Đó, dù như thế. Đây, rồi, đây là những cái hoạt rơi này. Đây là liền, hoạt liền này.
đây cái độ giặt này, giặt nhảy theo theo cái điệu đó, giặt giặt nhún nhún đó. Đó, tùy ý chúng ta thôi. Đó, điều chỉnh nè, 360 size vòng quanh nè, theo cái điệu giặt đó thôi. Đưa qua lại đây là thu phát đó. Dập nè, đó nè, tùy chúng ta điều chỉnh thôi. Đẩy xuống qua lè tùy chúng ta đó. Đây là cách để chúng ta làm nhọt nè bạn. Theo nhé, sau khi sẫm xuôi hết trời chúng ta hoàn thiện hết trời đó, sau khi chúng ta hoàn thiện chúng ta bấm vô nút này, export này, export này nó sẽ tiến hành lưu lại cho chúng ta. Sau nó lưu lại thì chúng ta lấy cái bề này đen lên kênh của chúng ta. Còn đối với những cái bề nhọt